đòi hỏi là ở các ngón tay thì mình phải mềm và cong, rồi cổ tay, rồi khuỷu tay, rồi cái lưng, nét mặt đó, mình diễn mỗi động tác là mỗi ý nghĩa khác nhau, nên là mình phải biết và hiểu thì mình mới thể hiện hết được cái nội dung của bài. Nghệ thuật múa Khmer là sản phẩm tinh thần độc đáo không thể thiếu trong các dịp lễ Tết của đồng bào Khmer. Bằng nhiệt huyết và tình yêu đặc biệt dành cho môn nghệ thuật múa truyền thống của dân tộc, chị Thạch Thị Nita, sinh năm 1997, thành viên đội ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Long, không ngại khó khăn đến các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống để truyền dạy, góp phần lan tỏa niềm đam mê, giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào mình đến nhiều em nhỏ. Em biết đến những điệu múa của người Khmer qua các dịp lễ hội, dịp Tết cổ truyền, hoặc là do mấy những anh chị biểu diễn đến nên em biết đến và em dần yêu thích nó. Và em đã đăng ký học đến nay. Cô dạy rất là hay, những động tác mình sai thì cô sẽ sửa liền. Dạ, em có khả năng múa trong các dịp lễ và em học được rất là nhiều bài từ cô Nita dạy. Dạ, em học múa của cô Nita cũng lâu rồi. Học 6-7 tháng. Em học vào những buổi chiều khoảng 6 giờ tới 8 giờ tối. Cũng nói với cô Nita là con cảm ơn cô đã chỉ cho con những bài robom, những bài mà con chưa có biết, để con biết sau này để con dạy lại cho các em nhỏ. Từ khi còn nhỏ, chị Nita đã rất yêu thích nghệ thuật múa dân tộc. Từ đó chị tìm hiểu rồi theo học chuyên biệt về bộ môn nghệ thuật này tại trường Đại học Trà Vinh. Kể từ khi gắn bó với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, bằng sự tâm huyết và không ngừng học hỏi, chị đã gặt hái được nhiều giải thưởng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và hiện là tổ trưởng tổ ca múa dân tộc Khmer của trung tâm. Đây là cơ sở để chị tiếp tục lan tỏa, giữ gìn nét đẹp trong nghệ thuật múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Theo em thấy thì các bạn ở quê thì ít được tiếp xúc trực tiếp với các điệu múa của dân tộc mình, chủ yếu là các bạn xem qua các YouTube, TV này kia, nên là em xuống đây để truyền đạt lại cho các bạn những gì mà bản thân em biết, để cho các bạn biết về các điệu múa của mình nhiều hơn và được trải nghiệm thực tế, được múa với nhạc luôn, chứ không phải là chỉ là nghe mà thấy thôi. Em đã bắt đầu dạy từ năm 2018, đến nay là được 4 lớp và 2 đội văn nghệ. Nếu mà tính tổng số lượng các bạn tham gia thì hơn 100 em. Là một người con của đồng bào Khmer thì chỗ chị Thạch Nita là tổ trưởng tổ ca múa nhạc Khmer cũng hết sức là trách nhiệm. Vào những ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật thì khi chị về quê của mình thì chị cũng có tham gia tích cực chia sẻ cho các em, các cháu ở địa phương mình sinh sống là tập luyện và hướng dẫn các em từng cái động tác để nhằm giúp các em tiến bộ mỗi ngày. Và cái lực lượng này nó cũng góp một cái phần là tham gia vào cái phong trào văn hóa văn nghệ của đồng bào Khmer rất là tích cực. Mà cụ thể là liên quan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer năm 2023, Ngày hội văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, thì chị Nita cũng đã vận động và huy động được cái lực lượng diễn viên, đặc biệt là trong đó có các em thiếu nhi người dân tộc Khmer tham gia trực tiếp vào chương trình này đi tham dự và cũng đạt nhiều cái kết quả rất là khả quan. Theo ông Lê Hoàng Nam, trong năm 2023, trung tâm sẽ tiếp tục mở thêm các lớp múa Khmer và thành lập thêm 6 đội văn nghệ Khmer ở các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống để tạo sân chơi lành mạnh và bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho các em nhỏ.